Xin chào mọi người. Hôm nay mời mọi người cùng ngắm bọn cho con, mấy con đực con của Bruno và Messi. Hôm nay là check thử cái bộ đồ đèn chiếu sáng mà Minh Idol tặng cho Rupert Gurley. Cảm ơn Minh Idol nhá. Để mà có cái ánh sáng nó đầy đủ hơn, quay buổi tối thì nó đỡ ổn. Đầu tiên là mời mọi người cùng ngắm em dây trắng. Đực dây trắng. Dây trắng này sẽ về, dây trắng sẽ vào Sài Gòn, vào định cư ở Sài Gòn. À, bên này thiếu sáng, đây, bên này thì nắm được cái mặt. Cháu này thích ngồi kiểu như thế này. Đây. Ngồi kiểu tự tin. Chặt đây. À. Chặt đây. Ok, cầm xuống đây ông Bình đi. Đấy, nằm xuống đấy. Lâu đang ngủ. Ok, tạo qua cái mặt đi nhé. Kiên trì hút lung tung. Video này. Má chết đã tỉnh ngủ chưa? Tỉnh ngủ chưa để chúng ta quay video nào? Ok, điều thứ hai là đừng nâu.
Nâu đang ngủ bị gọi dậy, đang đòi xuống đấy. Thế nào kìa, thế nào xong tôi đi kìa. Thế nào này? Thế nào trong TV đấy? Có cái gì ở đấy để em hóng mà em cong cái đuôi em lên. Trắng lại muốn lên tiếp. Đây. Đây đây, bế hai thằng lên. Nâu này sẽ về Nghệ An. Hai đứa nặng quá rồi. Kìa, đi đi đâu? Đi đi đằng trước mà. Đi đi đằng trước mà. Úi xô, hai thằng bạn. Rồi tay hai thằng với nhau nhá. Ai. Mỗi thằng 6 cân. Hai quả tạ, mỗi quả 6 cân. Nào, hai thằng có nhìn chịu nhìn vào TV không? Em cho hai thằng xuống giờ này. À. À. Sao bố anh nhăn nhở quá vậy? Bố anh không nghiêm túc được tí à? Tuyệt vời. Tiếp theo là boy dây vàng. Ông này ông ấy nghịch trên người ông ấy bặn hết rồi này, vết bạc này. Dù là mới cho bơi qua
là người cũng đã bết rồi. Dây trắng này rất là tình cảm, vừa ấm xuống một tí nó lại muốn ngoi lên ngồi cùng với chủ. Ok, cho em lên nhé, em lại lên đây nè. Ui xa, ui xa. Vàng đây. Nào. Ui xa. Tôi tập tạng. Hai đứa. Hai tay. Nào. Ui xa. Hai quả tạng. Mỗi quả 6 cân. Số cân nào, hết nha. Messi lên ghế, Messi ngồi đi Messi à. Messi để quay con nào. Messi lên ghế đi. Messi lên đi. Lên đây, lên nào. Lên. Messi lên ngồi, lên đây. Rồi, ngồi đây. Ok, ngồi xuống đi. Để quay cho con tí nào. Úi xuống. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Tiếp nha. Trắng xuống nha. Quá mỏi tay so với tiêu chuẩn. Để anh hai tay anh bế thằng vàng. Nào. Vàng là thanh niên sẽ về Thanh Hóa với bản chủ đã đặt cách đây khoảng 1 năm. Rồi, 1 năm đây. Ông nặng lắm rồi, ông nghịch như là giặc. Người ông bết 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 này. Em đứng đây đây. À. Úi xa, nặng quá đi thì. Ok. Thank you.
Vâng. Đây là bòi dê vàng. Trời. Quá đẹp trai. Quá đẹp trai sở hữu chuẩn. À. Lên. Đừng có bắt nạt đi, em nó không sợ đâu. Nhìn nào. Ok, nằm xuống nào. Đến lượt con file rồi. Tí nữa. Em tí nữa để cho hết mấy thằng voi đã. Mi đừng có bắt nạt em nhá. Tại sao vừa rồi em không nhìn thấy em? Để lau mặt cho thằng xanh gì cái đã. Không nhá. Tí nữa mới đến được. Từng đứa một. Xong đứa nọ mới đến đứa kia. Nào, tí nữa Nina, tí nữa Nina. Nina đang bỏ về. Bỏ hai đứa đang bỏ về, tí nữa. Nấc gì? Ra trời. Được. Mì cùng bắt lại em. Đưa nào trong TV này. Xì lên này. Xì lên ghế ngồi. Xì sang bên này. Xì đây. Xì. Bên này. Quên quá cái mã rồi. Không, xì sang đây. Xì. Lên đấy ngồi. Rồi, lên đấy, lên đấy, lên đấy. Đúng rồi, ngồi đây. Gái và đực. Gái và đực, mọi người nhìn cái mặt của chúng nó có một cái sự khác biệt.
nữ tính và nam tính, chứ nó không có giống nhau đâu. Con cái dù mặt nó ngầu như nào, nó nét nó vẫn cứ là khác, nó sẽ không thể giống nhau được. Nhìn cái miệng của nó nhỏ hơn, kiểu mắt của nó khác. Ôi trời, hai con rời nó nặng quá. Đổi chỗ hai đứa với nhau nhá. Nina, ơi nè Nina. Nina bỏ ấy lên trên này. Đây là nặng như là gì vậy? Ok. Ok, hai đứa đi. Bạn này anh đuổi ra khỏi nhà đấy chứ không phải chuyện đùa đâu. À, xong rồi, còn đứa cuối cùng Nancy. Quá nghịch so với tiêu chuẩn. Nào, con đã nằm xuống từ từ. Quá nghịch so với tiêu chuẩn. Cùng một đứa con gái. Quá đi. Người, ui sợ người, bạn nhìn cái lập. Ui sợ. Mới tắm xong con gái một đứa. Người như là một thằng cướp. Nào xì. Chờ anh đi xem. Chí chẳng chí bây giờ là như thế nào? Đây, đứng lên bàn tay. Hai chân đứng lên vào bàn tay. Ok. Đứa nào ở trong TV kia là gì à? Đây mà, đây. Đè đầu cưỡi cổ. Con xì bấm chặt lắm nhỉ? Nhỉ? Yeah. Bấm chặt lắm. Ok.
xuống đi. Chị My đừng bắt nạt các em nhá, anh cho các em lên đấy chứ không phải là ấy đâu. Đây, chúng nó đang thì bật máy. Với lại cái khăn lau của tôi. Nào, trả ra trả tôi cái khăn nào. Đứa nào cũng được lau rồi. Nào. Nào, đây để lau cho một loạt những đứa chưa được lau. Cho nó bằng anh bằng em. Ok nhá. Nhá. Tất cả đều được lau nhá. Không có đứa nào không được lau cả. Rồi, à cái này nữa, con Lan Xi đi xuống đây nào. Lan Xi chưa được lau tí nào. Nha. À, Nano. Ok. Rồi, lau cho chị My. Không lau cho các em, không lau cho chị My để chị My. Đừng là chị My giết các em. À, hai đứa thì là kia để lau cho chị My nào. Chúng ta đi xuống đi nào. Nè. À, cái này My đi xuống đi để anh cho tất cả chúng nó lên trên. Vế nào. My xuống dưới. My đi xuống. My xuống đây. Để cho các em nó lên mượn dế tí. My xuống. My. Thôi, nó xì ở đây. Quyết không cho các em mượn à? Không. Ừ, không bỏ, không được nhảy chứ. Yên đấy, ra xin xích ra. Không. Xem nào. Ra xin nằm xuống. À. Không, không được nhảy xuống. Ở yên trên đấy. Không. Xì ra đây. Xì lên đây xì ngồi. Rồi, ngồi kéo, ngồi yên đấy. Mấy đứa ngồi xuống. Không, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Yên đấy nè. Xếp chỗ nè, làm kiểu ảnh gia đình. Nè. Xí nữa. Chúng ta làm một kiểu ảnh gia đình. Ừ. Không xuống. Nào. Nào, nào, nào. Không. 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 Ta làm đồ ảnh gia đình. Không xuống. Yên, 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 yên. 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 Lu, 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 lu. 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 Không xuống này. Yên ơi. Nè. Không xuống nha. Không nha. Nào không. Lùi lại. Đúng rồi. Không. Lùi lại. Yên đấy. Không. Lùi lại. Yên. Nào. Chưa được, đã xong đâu. Chưa xong, chưa được xuống. Chưa xong, chưa được xuống. Không. Nào, là gì đâu? Hơi. 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 Không xuống. Không. Không xuống. Không. Ừ, hai thật.
Được, xuống đây. Xuống đây. Còn đứa nào muốn xuống nữa, xuống đây. Có xuống không? Mì hấp. Ok. Một mình em không thèm xuống. Hả? Em không xuống em còn ở đấy làm gì? Chúng nó xuống hết rồi, trông ngóng gì ở đấy rồi, vẫn còn nắng hóng, vẫn chơi bên trên đấy.